Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh món ăn chay của mẹ quê. Hôm nay em làm chả nấm nha. Hôm trước em làm mực chay từ nấm đùi gà, còn phần nấm dư thì em để lại để bữa nay làm chả nè. Chả thơm, dai, mềm, cô bác có thể ăn cùng với bún nè, ăn cùng bánh mì, ăn cùng với cơm, chấm cùng nước mắm chay chua ngọt cũng rất ngon. Hoặc là có thể dùng để ăn chơi, chấm cùng tương ớt. Nguyên liệu thì chỉ cần vài loại nấm, quý cô bác chọn loại nấm nào cũng được. Ở đây em có nửa chén nấm nè, đây là nấm đùi gà, em cắt hạt lựu nhỏ. Phần nấm này hôm trước em làm mực chay còn dư. Loại nấm tiếp theo em chọn là nấm kim châm, để cho chả có sợi, nhìn ngon hơn. Rong biển thì em ngâm nước cho nở mềm. 2 muỗng cà phê bơ thực vật, 1 muỗng cà phê mè rang, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và một chút xíu đường và 100 gram bột chiên giòn. Cô bác dùng loại bột nào cũng được, thêm một ít dầu ăn để chiên nữa nha. Bây giờ em sẽ đi trộn chả. Nấm đùi gà em cắt hạt lựu nhỏ, nấm kim châm thì em cắt khúc, rong biển thì em băm nhỏ. Cho hết các nguyên liệu vào đây, trộn đều. Nếu mà thấy nguyên liệu có hơi ướt tay thì phải cho vào túi và vắt cho thật khô. Em cho tất cả nguyên liệu vào trong túi vải, vắt cho thật khô nước, rồi cho trở lại vào âu. Tiếp theo là cho bơ, đường, hạt nêm chay, mè rang và bột vào. Những nguyên liệu mà em chuẩn bị ngay từ đầu, cho hết vào đây. Rồi bây giờ chỉ cần trộn đều lên, nhồi đến khi nào mà thấy chả nấm dẻo tay là được. Khi mà dẻo như vậy rồi thì quý cô bác tạo hình và mang đi chiên thôi. Có thể vo viên hoặc là làm thành từng miếng cũng được, tùy theo sở thích thôi ạ. Đây là những viên chả nấm mà em đã vo viên xong nè. Bây giờ thì chuẩn bị cho dầu và mang đi chiên thôi. Em chiên nhiều dầu một chút để cho viên chả vàng đều cắt mặt. Chiên đến khi nào mà cái lớp da bên ngoài nó vàng giòn là được. Như vậy á thì bên ngoài nó rất thơm mà bên trong nó dai dai, mềm mềm, dẻo dẻo. Khi xé miếng chả ra thì nó lại có sợi. Sợi đó được tạo ra từ nấm kim châm. Chả nấm đã hoàn thành rồi đấy ạ. Cô bác có thể chấm cùng tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise đều được. Có thể ăn ngay bây giờ hoặc là mang đi ăn cơm, kèm thêm một ít rau dưa, thêm một ít nước mắm chay chua ngọt. Hoặc là quý cô bác mang đi sốt cà để ăn cùng bánh mì. Và video món chả hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian để theo dõi video của em nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video món chay ngày mai. Chúc quý cô bác luôn vui khỏe ạ.